bạn đang nghe từ phonos quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc trong thời đại số tác giả bernard marr người dịch mộc châu nhóm hiệu đính vnhr độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha giới thiệu. Trong các cuộc khảo sát có uy tín trên thế giới của tổ chức The Conference Board qua website.conference-board.org năm 2017 và 2018, về những thử thách đối với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các tổ chức, lĩnh vực quản trị nhân sự và tái đầu tư vào tổ chức khi bước vào kỷ nguyên số hóa là những mối quan tâm hàng đầu. Ngày nay Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các tổ chức hoàn toàn nhận thức được giá trị của quản trị nhân sự đối với tổ chức. Và do vậy, họ có nhiều kỳ vọng cao hơn về những thay đổi chiến lược trong quản trị nhân sự khi tổ chức bước vào kỷ nguyên số hóa. Trên thực tế, hầu hết đội ngũ quản trị nhân sự chưa thực sự chuyển mình theo xu hướng này. Nhưng thật may mắn là đã có một số công ty đã tạo nên các chuẩn mực so sánh như Google, Sodexo, Netflix, vân vân những công ty này đã chứng minh sự thành công của hình thức quản trị nhân sự mới bằng dữ liệu hay còn gọi là quản trị nhân sự thông minh. Cuốn sách Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu của Bernard Mark mang đến các hướng dẫn thiết thực nhất cho độc giả, đặc biệt là những nhà lãnh đạo cấp cao và những người làm công tác quản trị nhân sự về cách tiếp nhận đổi mới, sáng tạo và hiện đại hóa thông qua sử dụng dữ liệu cùng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, học máy internet vạn vật, vân vân. Tất cả đều được ứng dụng trong các kịch bản rất thực tế về quản trị nhân sự thông minh nhằm thúc đẩy hiệu quả quản trị bằng các công cụ phân tích và chỉ số đo lường. Với kiến thức vững chắc và kinh nghiệm phong phú, Bernard Marr là tác giả của 16 cuốn sách bán chạy nhất, là nhà tương lai học, diễn giả thuyết trình và là cố vấn chiến lược cho nhiều tổ chức và chính phủ. Ông đã tư vấn cho nhiều tổ chức nổi tiếng nhất trên thế giới về chiến lược, chuyển đổi số và hoạt động kinh doanh. Gần đây, ông được LinkedIn đánh giá là một trong năm người có ảnh hưởng nhất trong kinh doanh trên thế giới và là người có ảnh hưởng nhất tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, đối tượng mà ông hướng đến khi viết cuốn sách này là những người có liên quan đến lĩnh vực quản trị nhân sự, những người không phải và cũng không có ý định trở thành nhà khoa học về dữ liệu hay chuyên gia kỹ thuật số nhưng muốn tham gia vào hành trình mang tính cách mạng nhằm đưa ngành quản trị nhân sự trở nên thông minh hơn cuốn sách được viết bằng phong cách cuốn hút dễ hiểu văn phòng thân thiện cùng đầy ắp ví dụ thực tế với mong muốn xây dựng một tủ sách nhân sự với nhiều sách hay và có giá trị vnhr và alpha books lựa chọn những cuốn sách hay và cập nhật các xu hướng mới nhất về quản trị nhân sự trên thế giới để giới thiệu đến độc giả tiếp nối thành công của những cuốn sách đã xuất bản cuốn sách quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu đã được chúng tôi cân nhắc lựa chọn và biên dịch đây là cuốn sách hay và nên đọc hoặc nghe đối với những ai làm việc trong ngành quản trị nhân sự bất kể vị trí hay kinh nghiệm làm việc nhóm biên dịch và hiệu đính rất mong nhận được những phản hồi góp ý từ độc giả để những lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn thay mặt nhóm hiệu đính VNHR. Lê Đức Thuận Chương 1. Quản trị nhân sự bằng dữ liệu là gì? doanh nghiệp không thể hoạt động tốt nếu không tuyển được đúng người những công ty có thể thu hút ứng viên có kỹ năng và năng lực phù hợp nhiều khả năng sẽ có lợi thế cạnh tranh cần thiết để đạt được thành công trong hiện tại cũng như tương lai vì vậy doanh nghiệp cần phải thiết lập được hệ thống và quy trình thông minh để tìm kiếm tuyển dụng đúng người và giữ chân họ rõ ràng quản trị nhân sự tức hr có vai trò trọng tâm đối với nhu cầu này Tuy vậy, theo kinh nghiệm của tôi, có quá nhiều đội ngũ HR dành phần lớn thời gian mà họ có để xử lý các công việc hành chính hoặc pháp lý. Những quy trình đánh giá nhân viên rườm rà, những công việc tìm kiếm và quản lý con người vụn vặt hàng ngày và những hoạt động vừa lãng phí vừa tốn kém như khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên hàng năm đã ngốn hết phần thời gian lẽ ra có thể dành cho nhiều việc hữu ích hơn. Điều này sẽ được trình bày thêm trong chương 8 ngoài ra quản trị nhân sự từ trước đến nay vẫn được coi là ngành gắn với con người hơn là các con số và dữ liệu ngay cả khi dữ liệu đóng một vai trò nhất định không phải lúc nào chúng cũng được sử dụng một cách thông minh và phù hợp với tính chất công việc nhiều phân tích dữ liệu nhân sự đơn thuần được thể hiện dưới dạng bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc tức kpi trong đó thống kê tình trạng vắng mặt hay số giờ tham gia đào tạo của nhân viên làm việc toàn thời gian đôi khi người ta sử dụng những chỉ số này chỉ vì chúng dễ đo lường hoặc bởi vì các công ty khác cũng dùng chúng ngày nay ngày càng có nhiều chỉ số đo lường độc đáo và có giá trị mà lại dễ thu thập những chỉ số có thể mang lại cái nhìn chuyên sâu về các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đồng thời có tác động lớn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp đó tôi hoàn toàn không có ý nói rằng quản trị nhân sự không còn tập trung vào những người làm việc cho một tổ chức. Con người vẫn tiếp tục là yếu tố then chốt mang lại thành công ngay cả trong thời đại tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo phát triển không ngừng hiện nay. Điều tôi muốn nói ở đây là vai trò của đội ngũ quản trị nhân sự đang thay đổi. Và khi khả năng thu thập, phân tích dữ liệu của họ không ngừng gia tăng, cơ hội để đội ngũ quản trị nhân sự mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức và góp phần đạt được các mục tiêu chiến lược cũng sẽ tăng theo hãy hướng tới việc quản trị nhân sự bằng dữ liệu trong chương này tôi sẽ trình bày khái niệm quản trị nhân sự bằng dữ liệu hay quản trị nhân sự thông minh tìm hiểu những phương thức chính để các đội ngũ quản trị nhân sự sử dụng dữ liệu một cách thông minh đồng thời tìm hiểu xem dữ liệu đã và đang biến đổi các chức năng quản trị nhân sự như thế nào tôi cũng sẽ trình bày vắn tắt về vai trò của tự động hóa trong thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và giới thiệu những điều đang đón đợi các bạn trong cuốn sách này. Sự trỗi dậy của quản trị nhân sự bằng dữ liệu hay quản trị nhân sự thông minh. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng và thế giới của chúng ta đang ngày một thông minh. Ngày nay, hầu như mọi việc chúng ta làm đều có thể đo lường, từ hoạt động hàng ngày, sự tập trung, mức độ hạnh phúc và sức khỏe của nhân viên đến các hoạt động ở cấp độ lớn hơn của doanh nghiệp. Sự phát triển bùng nổ về dữ liệu đồng nghĩa với việc các đội ngũ quản trị nhân sự đang có trong tay nhiều dữ liệu cũng như góc nhìn chuyên sâu hơn bao giờ hết. Quản trị nhân sự bằng dữ liệu là gì? quản trị nhân sự bằng dữ liệu hay quản trị nhân sự thông minh là sử dụng sự bùng nổ dữ liệu một cách thông minh để có được cái nhìn chuyên sâu qua đó không chỉ giúp nâng cao kết quả hoạt động của nhân viên trong công ty trong đó có đội ngũ quản trị nhân sự mà còn đóng góp cho thành công chung của tổ chức các đội ngũ quản trị nhân sự có thể sử dụng dữ liệu để đưa ra những quyết định chính xác hơn về mặt nhân sự hiểu rõ và đánh giá chính xác hơn tác động của yếu tố con người lên doanh nghiệp, cải thiện khả năng đưa ra quyết định của bộ máy lãnh đạo trong các vấn đề liên quan đến con người, giúp quy trình vận hành quản trị nhân sự trở nên hiệu quả hơn. Đồng thời, nâng cao trạng thái tinh thần cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên. Tất cả những điều này đều có thể có tác động lớn đến khả năng đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty. Hiện nay, chưa nhiều tổ chức có khái niệm về đội ngũ quản trị nhân sự bằng dữ liệu ngoại trừ một số công ty lớn nhất hay có thế mạnh nhất về đổi mới sáng tạo, nhưng khái niệm này ngày càng trở nên thông dụng. Ngành quản trị nhân sự và quản lý con người đang trải qua một cuộc cách mạng, và làn sóng dữ liệu cùng các công cụ phân tích đang dẫn dắt cuộc cách mạng đó. Nếu như trước đây, ngành nhân sự chỉ tập trung vào các thành tố mềm trong quản trị như con người, văn hóa, đào tạo và phát triển cùng khả năng thu hút nhân viên thì ngày nay nó đang ngày càng dựa vào phân tích dữ liệu. Và điều đó không phải là không có lý do. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 2, trong hầu hết các tổ chức, nhân sự là một trong những nhóm chức năng sở hữu nhiều dữ liệu nhất. Những người sử dụng lao động theo cách này hay cách khác đã sử dụng dữ liệu và công cụ phân tích trong một thời gian đủ dài để hiểu các chỉ số đo lường như sự hài lòng của nhân viên. Sự xuất hiện của dữ liệu lớn đã giúp cho hoạt động này tăng lên đáng kể cũng như mở ra nhiều hướng mới trong việc ứng dụng phân tích dữ liệu vào quản trị nhân sự. Tạo thêm giá trị bất cứ khi nào có thể. Với quản lý con người bằng dữ liệu và thông tin, ưu tiên số 1 là tạo thêm giá trị gia tăng cho tổ chức theo cách thông minh nhất có thể bằng tất cả các công cụ mà đội ngũ quản trị nhân sự có bao gồm dữ liệu thiết bị cảm ứng công cụ phân tích máy học và trí tuệ nhân tạo đội ngũ quản trị nhân sự có thể đạt được những lợi ích đáng mơ ước khi họ sử dụng dữ liệu một cách thông minh và ứng dụng công cụ phân tích để biến dữ liệu thành những thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp hãy thử xem xét phương pháp tiếp cận của google đối với quản lý con người Google cung cấp cho nhân viên bữa ăn miễn phí, phụ cấp hào phóng cho các kỳ nghỉ phép có lương, khoan ngủ để nhân viên có thể chợp mắt trong ngày làm việc, cùng không gian để họ có thể tự trồng rau và cây ăn quả tại nơi làm việc. Tất nhiên, tôi tin rằng đội ngũ lãnh đạo của Google là những người hào phóng và dễ mến. Nhưng đó không phải là lý do Google thực hiện những chính sách này. Hoặc ít nhất, đó không phải là lý do duy nhất những quyết định này được đưa ra dựa trên thông tin về mức độ hài lòng của nhân viên mà họ có được từ dữ liệu phương pháp tiếp cận của google về tăng mức độ hài lòng của nhân viên đã gây chấn động thế giới công nghệ và làm thay đổi đáng kể suy nghĩ của các nhà sử dụng lao động tại thung lũng silicon về cách làm gia tăng mức độ hài lòng của nhân viên giờ đây các công ty công nghệ từ những doanh nghiệp hàng đầu đến các công ty khởi nghiệp nhỏ đều tìm cách học theo phương pháp tiếp cận này của google và dù tỷ lệ nhảy việc trong thế giới công nghệ luôn rất cao nhưng tại mỹ google vẫn luôn được tạp chí fortune bình chọn là công ty có môi trường làm việc tốt nhất cấu trúc quản trị nhân sự như hiện nay còn phù hợp không vài năm trước tôi có viết một bài báo với câu hỏi liệu chúng ta có còn cần các phòng ban quản trị nhân sự theo cách tổ chức như hiện nay không bài báo này được viết ra nhằm mục đích tạo tranh luận thậm chí là tranh cãi và nó đã làm được điều đó điều tôi muốn nói là các đội ngũ quản trị nhân sự với cấu trúc điển hình hiện nay nên được tổ chức lại để tạo ra nhiều giá trị hơn và tôi đã đề xuất tái cấu trúc bộ phận quản trị nhân sự thành hai nhóm riêng biệt một nhóm hỗ trợ nhân sự và một nhóm phân tích nhân sự nhóm hỗ trợ nhân sự như đúng tên gọi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ nhân viên của tổ chức từ những người làm việc trực tiếp với khách hàng cho đến quản lý cấp cao công việc của họ sẽ bao gồm hỗ trợ nhân viên trong quá trình phát triển công việc theo sát và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên phát hiện các vấn đề thuộc về văn hóa doanh nghiệp và nhìn chung chăm sóc mọi mặt cho nhân viên trong khi đó nhóm phân tích nhân sự sẽ không tham gia vào các hoạt động quản trị nhân sự. Thay vào đó, sẽ nghiên cứu về nhân viên công ty một cách khoa học bằng các công cụ phân tích. Từ đó, cung cấp cho công ty thông tin quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Nhóm phân tích nhân sự cần trả lời những câu hỏi chủ chốt sau: Một, tình trạng thiếu nhân sự giỏi của chúng ta diễn ra thế nào. 2. nhân sự giỏi ở công ty cần những phẩm chất gì. Ba. Làm thế nào để tuyển được những người như vậy? 4. Làm thế nào để dự báo tỷ lệ nghỉ việc? Điều quan trọng là câu trả lời cho những câu hỏi trên phải dựa trên dữ liệu chứ không phải cảm nhận chủ quan hay những tiêu chí mà các công ty khác áp dụng. Tôi cho rằng chúng ta có thể tách các nhóm quản trị nhân sự theo cách này bởi nó cho phép chúng ta sử dụng dữ liệu nhất quán hơn đồng thời mang lại nền tảng cho quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu bạn có thể đồng tình hay không đồng tình với cách tiếp cận này dù bạn theo quan điểm nào khi cách thức làm việc của chúng ta thay đổi một cách nhanh chóng các đội ngũ quản trị nhân sự có nhiều cơ hội để tăng thêm giá trị cho công ty và dữ liệu mang lại một phương thức để thực hiện điều đó liên hệ với mục tiêu của công ty Nhờ sở hữu lượng dữ liệu lớn, đội ngũ quản trị nhân sự dễ dàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp công ty thực hiện chiến lược cũng như đạt được các mục tiêu chủ chốt. Tôi thường xuyên phối hợp cùng các công ty xây dựng bản kế hoạch một trang. Tức, bản chiến lược vắn tắt được trình bày dễ hiểu trong một trang giấy. Ở ngay đầu kế hoạch là phần nêu lên mục tiêu của công ty, chính là tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 3, khi đội ngũ quản trị nhân sự xây dựng chiến lược về sử dụng dữ liệu họ cũng nên đưa mục tiêu của công ty lên ngay đầu chiến lược việc làm này nhằm giúp cho các chiến lược quyết định và hoạt động của bộ phận nhân sự bám sát mục tiêu của công ty như vậy bộ phận nhân sự sẽ xây dựng kế hoạch của riêng mình để giúp tổ chức thực hiện các mục tiêu chung đây chính là ý nghĩa của việc tăng thêm giá trị cho công ty làm thế nào để sử dụng dữ liệu một cách thông minh có vô số cách để doanh nghiệp sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả nhưng về cơ bản có bốn cách sau thứ nhất dùng dữ liệu để nâng cao khả năng ra quyết định thứ hai dùng dữ liệu để cải thiện hiệu quả hoạt động thứ ba dùng dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng thứ tư kinh doanh dữ liệu hãy lần lượt xem xét từng hạng mục nâng cao khả năng ra quyết định điều mà quản trị nhân lực bằng dữ liệu hướng đến là giúp hoạt động quản trị nhân sự trở nên thông minh hơn theo mọi cách có thể và đưa ra những quyết định chính xác hơn dữ liệu có thể giúp các chuyên gia nhân sự đưa ra những quyết định tốt hơn về chính công việc của họ như tuyển dụng và đánh giá hiệu quả công việc tốt hơn và dữ liệu về nhân sự có thể được sử dụng để báo cáo với các cấp khác trong công ty cũng như hỗ trợ cho việc ra quyết định ở cấp độ lớn hơn trong công ty sau cùng đội ngũ lãnh đạo cần dữ liệu về nhân sự cùng quản trị nhân sự để đưa ra quyết định và đội ngũ quản trị nhân sự nắm bắt được nhiều thông tin sẽ có tiềm lực để hỗ trợ cho quá trình này Hiện nay, phần lớn việc ứng dụng dữ liệu chỉ được thực hiện khi cần thiết và không hiệu quả. Chẳng hạn như thực hiện các khảo sát nhân viên một cách tốn kém. Cải thiện hiệu quả hoạt động Nhóm công việc thứ hai, cải thiện hiệu quả hoạt động, có lẽ còn có vai trò lớn hơn nữa đối với hoạt động của bộ phận nhân sự, dữ liệu cho phép người làm nhân sự đánh giá những chức năng công việc chủ chốt của họ như điều kiện an toàn tình trạng nhân viên và tuyển dụng và giúp họ trả lời những câu hỏi quan trọng như chúng ta dành nhiều thời gian và nỗ lực vào những việc gì và làm thế nào để củng cố và nâng cao hiệu quả của các chức năng này phân tích dữ liệu có thể giúp phát hiện những lĩnh vực cần cải thiện cũng như có khả năng tiến hành tự động hóa một số quy trình để nâng cao hiệu quả hiểu rõ hơn về khách hàng đây là một trong những công dụng lớn nhất và được biết đến rộng rãi nhất của dữ liệu lớn doanh nghiệp sử dụng dữ liệu lớn để hiểu rõ hơn về khách hàng như thói quen sở thích và mức độ hài lòng của họ nhờ sử dụng dữ liệu doanh nghiệp có thể hiểu toàn diện về khách hàng. Ví dụ như họ thích thú với điều gì, họ sẽ làm gì tiếp theo và điều gì khiến họ giới thiệu một công ty với những người khác. Các công ty cũng có thể tương tác và liên hệ với khách hàng hiệu quả hơn nhờ việc phân tích phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ. Nếu bạn cho rằng chức năng này của dữ liệu chỉ có ích đối với những người làm trong lĩnh vực bán hàng hay marketing, hãy nghĩ lại khi bạn là một chuyên gia nhân sự khách hàng của bạn chính là nhân viên trong công ty điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng dữ liệu theo cùng cách thức mà đội ngũ marketing dùng để hiểu và tương tác tốt hơn với khách hàng kinh doanh dữ liệu công dụng thứ tư của dữ liệu rất phổ biến trong kinh doanh đó là doanh nghiệp có thể tạo ra một dòng doanh thu mới từ việc kinh doanh dữ liệu. Jabon, công ty chuyên sản xuất vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, là một ví dụ điển hình. Với hàng triệu người sử dụng, Jabon thu thập được lượng dữ liệu khổng lồ và công ty này chẳng mấy chốc nhận ra kho dữ liệu ấy có giá trị hơn chính sản phẩm của họ. Việc phân tích dữ liệu thu thập được mang lại những thông tin sâu sắc có thể chuyển lại cho người dùng và bán cho các bệnh thứ ba có quan tâm qua đó tạo nên một dòng doanh thu mới bên cạnh sản phẩm truyền thống của công ty. Jobon vẫn tiếp tục sản xuất vòng đeo tay, bởi đây chính là công cụ để thu thập dữ liệu. Nhưng dữ liệu đã trở thành sản phẩm chủ lực của công ty. Dù khả năng một công ty có thể kiếm tiền từ dữ liệu quản trị nhân sự là rất ít, sẽ có rất nhiều vấn đề đạo đức liên quan đến việc bán dữ liệu nhân viên. Những người làm công việc quản trị nhân sự vẫn nên biết về cách sử dụng dữ liệu này. Ví dụ, công ty bạn có thể quyết định kinh doanh dữ liệu thu được từ những lĩnh vực kinh doanh khác như dữ liệu khách hàng hay dữ liệu sản phẩm. Và điều này sẽ có tác động đến toàn bộ chiến lược của công ty trong tương lai. Điều này sẽ tác động đến việc quản trị nhân sự, vì công ty sẽ cần tuyển dụng những người có kỹ năng phù hợp với phần công việc đó và cách thức bộ phận nhân sự có thể mang lại giá trị cho công ty cũng sẽ thay đổi theo. Dữ liệu đã và đang cách mạng hóa hoạt động nhân sự như thế nào nếu chúng ta xem xét các chức năng chủ chốt của bộ phận nhân sự có thể thấy nhiều ví dụ thực tế về việc quản trị nhân sự bằng dữ liệu đã được ứng dụng như thế nào ngừng suy đoán khi tuyển dụng Đối với hầu hết công ty, việc tuyển một người mới đòi hỏi đầu tư nhiều công sức, đặc biệt với các vị trí chuyên môn cao hoặc quản lý. Vì thế, trong thời đại mọi thứ đều có thể đo lường, định lượng và phân tích, dữ liệu giúp loại bỏ việc suy đoán ra khỏi quá trình tuyển dụng. Mời nghe thêm trong chương 7. Thay vì dựa vào cảm nhận trực giác hay suy đoán về xuất phát điểm, trình độ giáo dục và kinh nghiệm của ứng viên, việc sử dụng dữ liệu trong tuyển dụng giúp doanh nghiệp tìm được những nhân viên phù hợp hơn với vai trò công việc cũng như tổ chức từ đó họ sẽ hạnh phúc với công việc và gắn bó lâu dài hơn đơn cử như một khách hàng của tôi muốn tuyển những người làm việc tự giác và nhiều sáng kiến bằng cách phân tích nhiều bộ dữ liệu khác nhau về những kiểu người mà họ muốn thu hút và những kiểu người họ muốn tránh khách hàng của tôi phát hiện ra rằng loại trình duyệt mà những người này sử dụng để gửi hồ sơ tuyển dụng là một trong những chỉ báo hữu hiệu về kiểu ứng viên mà họ cần tìm những người sử dụng các trình duyệt như firefox hay chrome không được cài đặt sẵn trong máy tính của họ có vẻ là những người phù hợp hơn cho công việc đó thông tin đơn giản này đã giúp họ đơn giản hóa quá trình tuyển dụng một cách đáng kể trong một ví dụ khác một ngân hàng đã có thể cắt giảm chi phí và tuyển đội ngũ nhân viên tốt hơn nhờ phân tích hiệu quả hoạt động của nhân viên được tuyển từ nhiều trường đại học khác nhau. Trước đây, ngân hàng này vẫn quan niệm rằng những ứng viên làm việc hiệu quả nhất thường là các sinh viên có điểm số cao nhất của trường Ivy League, nhóm 8 trường đại học tư thục hàng đầu nước Mỹ. Thay vào đó, họ phát hiện ra rằng ứng viên đến từ những trường ít danh tiếng hơn lại có hiệu quả làm việc tốt hơn nhóm người tốt nghiệp từ trường Ivy League. Hiểu và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên. Để tăng cường sự gắn kết của nhân viên, một số tổ chức đã bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích để quét và phân tích nội dung thư điện tử do nhân viên gửi đi cũng như những gì họ viết trên Facebook hoặc Twitter. Nhiều công ty khác sử dụng các phiếu khảo sát ngắn định kỳ để đo lường cảm nhận của nhân viên theo tháng, tuần hay thậm chí hàng ngày. Điều này cho phép họ đánh giá một cách chính xác sự tham gia của nhân viên mà không cần thực hiện các đợt khảo sát nhân viên truyền thống vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. Bạn có thể nghe các ví dụ về thúc đẩy sự tham gia của nhân viên bằng sử dụng dữ liệu trong chương 8. Rõ ràng là cần lưu ý về sự riêng tư khi đánh giá về giao tiếp của nhân viên và mỗi nước sẽ có những quy định khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các lưu ý về sự riêng tư trong chương 6. Cải thiện điều kiện an toàn và sức khỏe nhân viên. Điều kiện an toàn và sức khỏe của nhân viên đang được cải thiện nhờ những bước phát triển như gói giải pháp ubiquitous square do fujitsu cung cấp giải pháp công nghệ này thu thập và phân tích dữ liệu từ các thiết bị như cảm biến gia tốc áp kế máy ảnh máy quay phim micro nhằm đo lường và đánh giá môi trường làm việc của nhân viên ví dụ những dữ liệu như nhiệt độ độ ẩm chuyển động và nhịp tim có thể được sử dụng để phát hiện thời điểm nhân viên có nguy cơ mắc các bệnh do nhiệt độ cao gây ra Hệ thống thậm chí có thể phát hiện các tư thế và chuyển động của cơ thể để dự đoán nguy cơ ngã quỵ hay ước lượng cơ thể đang phải gắn sức đến đâu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu để đảm bảo điều kiện an toàn và sức khỏe của nhân viên trong chương chính. Biến đổi việc học hỏi và phát triển Trong việc học hỏi và phát triển, sự xuất hiện của ngày càng nhiều khóa học trực tuyến đã cách mạng hóa cách thức các công ty phát triển nhân lực và cho phép mọi người học theo nhu cầu cá nhân với những chương trình được thiết kế riêng vì mỗi hoạt động mà người học thực hiện trong môi trường học trực tuyến đều được ghi lại nên sẽ rất dễ dàng để đo lường phản ứng của họ với tài liệu khóa học chẳng hạn liệu một học viên có mất quá nhiều thời gian để hoàn thành một bài học so với các bài học trước đó hay không nếu có, nghĩa là họ cần thêm thông tin cho nội dung cụ thể đó. Còn những người hoàn thành nội dung học một cách nhanh chóng, có lẽ sẽ cần thêm những tài liệu nâng cao. Đây chỉ là một vài ví dụ về việc hoạt động học có thể được thiết kế theo nhu cầu cá nhân như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nội dung này cũng như nhiều cách thức mà dữ liệu đã biến đổi hoạt động học và phát triển trong chương 10. đánh giá và thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên. Trong quản lý hiệu quả công việc, dữ liệu đang giúp các công ty đo lường kết quả làm việc chính xác hơn, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên một cách thông minh và nhanh chóng hơn. Một ví dụ hay được nhắc đến là Xerox. Nhà sản xuất thiết bị văn phòng này đã yêu cầu một công ty phân tích dữ liệu xem xét hiệu quả làm việc của nhân viên và đưa ra hồ sơ về ứng viên lý tưởng cho các trung tâm chăm sóc khách hàng của hãng. Kết quả phân tích cho thấy, điều đáng ngạc nhiên là kinh nghiệm làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng không giúp ích gì nhiều cho công việc và các ứng viên có lịch sử phạm tội thường làm việc tốt hơn những người khác. Thí nghiệm này giúp Xerox giảm tốc độ thay thế nhân lực tới 20%. Bạn có thể tìm hiểu thêm về những cách thức dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả làm việc trong chương 11 kinh nghiệm từ giới thể thao theo nhiều cách chúng ta có thể tìm thấy trong thế giới thể thao những điểm tương đồng với cách thức bộ phận nhân sự có thể làm với dữ liệu cũng như chiều hướng phát triển của ngành nhân sự trong tương lai đặc biệt với trình độ đỉnh cao áp lực của việc sử dụng công nghệ tối tân trong phân tích là rất lớn đội đua thuyền olympic của anh đội tuyển duy nhất của anh đã đạt huy chương vàng tại tất cả kỳ Olympic kể từ năm 1984. Chỉ là một ví dụ về một đội ngũ đi đầu trong sử dụng phân tích dữ liệu. Cũng giống như nhân sự, đua thuyền là bộ môn rất thuận tiện để sử dụng dữ liệu. Có thể đo lường hầu hết những gì vận động viên thực hiện cũng như hầu hết những gì nhân viên làm. Hai tác dụng chính của dữ liệu trong môn đua thuyền là phát hiện và theo dõi tài năng. Ví dụ bằng việc thu thập dữ liệu chi tiết về từng vận động viên mới tham gia chương trình huấn luyện người ta có thể so sánh tài năng mới này với hồ sơ của những người đi trước nhằm tìm ra phương pháp huấn luyện phù hợp nhất để có thể biến mỗi vận động viên thành nhà vô địch tương tự với mảng nhân sự dữ liệu có thể được dùng để theo dõi hoạt động và tiến bộ của nhân viên đồng thời giúp thiết kế những chương trình phát triển nhân viên phù hợp với từng cá nhân dữ liệu cũng giúp vận động viên đua thuyền tránh chấn thương. Những dấu hiệu cảnh báo có thể được nhận diện trên khắp các loại dữ liệu như chức năng sinh lý, hoạt động tập luyện, y tế, hiệu quả khi thi đấu, vân vân và so sánh với các bản dữ liệu đã có để phát hiện thời điểm vận động viên quá gắng sức hoặc có nguy cơ chấn thương. Tương tự, như chúng ta đã thấy trong chương này, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện điều kiện an toàn của nhân viên và phát hiện thời điểm họ có thể gặp chấn thương khi làm việc vận động viên và huấn luyện viên trong hầu hết các bộ môn thể thao đang sử dụng ngày càng nhiều dữ liệu và công cụ phân tích để tìm kiếm mọi khả năng nâng cao hiệu quả tôi cũng thấy điều tương tự với các chức năng của doanh nghiệp đặc biệt là nhân sự lĩnh vực thực sự dồi dào dữ liệu quý giá về nhân viên giới thiệu sơ lược về tự động hóa người ta đã nói nhiều về sự trỗi dậy của tự động hóa và những nguy cơ của hiện tượng này đối với công an việc làm của người lao động từ những công việc trên băng truyền sản xuất cho đến các ngành nghề như kế toán và kiến trúc sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo như học máy trong đó máy tính học từ dữ liệu rồi đưa ra quyết định và hành động dựa trên những gì đã học được. Đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều công việc được tự động hóa và đảm nhận bởi máy móc và thuật toán. Những lĩnh vực như marketing, sản xuất hay thậm chí chăm sóc sức khỏe đã ứng dụng học máy và trí tuệ nhân tạo một cách mạnh mẽ, còn lĩnh vực nhân sự thì ít hơn. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong chương 2, hiện nay nhiều công việc thuộc mảng nhân sự đã có thể được tự động hóa. Trong nhiều trường hợp, máy móc có thể thực hiện công việc chính xác hơn con người rất nhiều. Ví dụ, thuật toán có thể dự báo tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tốt hơn nhiều so với con người. Trong bản khảo sát nhân sự hàng năm, công ty tuyển dụng Harvey Nash đã kết luận rằng trong 5 năm tới, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa sẽ có vai trò lớn đối với ngành nhân sự. Khảo sát đã chỉ ra rằng 15% lãnh đạo nhân sự đã chịu ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, trong khi 40% cho rằng những công nghệ này sẽ có tác động đến họ trong khoảng 2 đến 5 năm tới. Xa hơn nữa, một nghiên cứu gần đây của Đại học Oxford đã xem xét đến việc 720 ngành nghề sẽ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa trong 20 năm tới. Nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, đến năm 2035, những công việc hành chính nhân sự có khả năng 90% sẽ được tự động hóa. Tuy vậy, nhân viên, trưởng phòng và giám đốc nhân sự thì ít có khả năng bị thay thế bởi robot hơn. Trong thực tế, tự động hóa hoạt động như thế nào? Một ví dụ tiêu biểu là nhân viên hỗ trợ ảo, còn gọi là chatbot. Một chương trình có thể trả lời những câu hỏi đơn giản của nhân viên như khi nào thì công ty nghỉ giáng sinh hay Tôi đã dùng hết bao nhiêu ngày nghỉ phép của năm nay rồi? Hiện nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo đã tinh vi tới mức có thể trả lời những câu hỏi mà người dùng nói ra chứ không chỉ theo dạng viết và thậm chí có thể nhận diện cảm xúc của người dùng khi họ nói. Các trung tâm hỗ trợ khách hàng đã dùng công nghệ này để phân tích xem liệu khách hàng hài lòng, khó chịu hay tức giận trong khi họ gọi điện đến trung tâm hỗ trợ. Như vậy, rõ ràng ngành nhân sự sẽ chịu ảnh hưởng bởi tự động hóa trong những năm tới tuy nhiên đặt trong bối cảnh quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu đây có thể được coi là bước phát triển rất tích cực tự động hóa các phần việc hành chính giản đơn sẽ giải phóng người làm nhân sự và giúp họ tập trung vào những công việc quan trọng hơn phù hợp với chiến lược của công ty nhằm nâng cao hiệu quả làm việc sử dụng cuốn sách này như thế nào mục tiêu của cuốn sách này là tìm hiểu những cách thức chính để sử dụng và phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong cả việc quản trị nhân sự và gia tăng giá trị cho tổ chức cũng như cách quản trị nhân sự bằng dữ liệu có thể thúc đẩy hiệu quả làm việc trong toàn bộ tổ chức tôi coi cuốn sách này như một hành trình trong đó xem xét những bước phát triển đã đưa chúng ta đến ngày nay và xác định tương lai của các nhà quản trị nhân sự phần 2 của cuốn sách, tức chương 3 đến chương 6, giới thiệu những nhân tố của quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu, bao gồm thiết lập chiến lược dữ liệu, chọn lựa dữ liệu phù hợp và biến những dữ liệu đó thành nguồn thông tin. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một số cạm bẫy tiềm tàng và lo ngại xung quanh việc sử dụng dữ liệu, như bảo vệ sự riêng tư và nhu cầu đảm bảo minh bạch. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 6, Cách thức một công ty sử dụng dữ liệu và truyền đạt với nhân viên về việc sử dụng dữ liệu đó sẽ có tác động lớn đến phản ứng của mọi người. Sử dụng dữ liệu mang tính phân biệt, thiếu cân nhắc cùng cách truyền đạt kém sẽ làm nhân viên mất lòng tin và có thể gây hại đến đạo đức. Tuy vậy, có rất nhiều biện pháp giúp đội ngũ quản trị nhân sự tránh những vấn đề tiềm tàng này để nhận được sự ủng hộ của nhân viên và chúng ta sẽ tìm hiểu chúng trong chương 6. Phần 3 của cuốn sách, tức chương 7 đến chương 11, giới thiệu quản trị nhân sự bằng dữ liệu trong thực tế, cùng cách thức dùng dữ liệu để thúc đẩy chất lượng hoạt động và ra quyết định trong những chức năng nhân sự chủ chốt như tuyển dụng, thu hút nhân viên, đảm bảo điều kiện an toàn và sức khỏe của nhân viên, đào tạo và phát triển, cuối cùng là quản lý hiệu quả hoạt động. Thực tế, những chức năng này đều đang biến đổi mạnh bởi dữ liệu và công cụ phân tích trong những chương này tôi sẽ không đưa ra các dự đoán hoang đường về bước phát triển trong tương lai tương lai đang hiện diện ở đây thách thức hiện nay đối với đội ngũ nhân sự là theo kịp các bước phát triển và liên tục thay đổi để đảm bảo mang lại giá trị tối đa cho tổ chức tôi hy vọng rằng những ví dụ thực tế trong cuốn sách này những ví dụ cho thấy doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực đang sử dụng dữ liệu theo những cách khó tin nhằm tối ưu hóa các quyết định của họ về nhân sự và hoạt động sẽ truyền cảm hứng cho bạn nắm bắt thế giới mới đầy hứng khởi này tóm tắt nội dung ở cuối mỗi chương tôi sẽ tóm tắt những nội dung quan trọng đã được trình bày trong chương ngay cả khi bạn chỉ đọc hoặc nghe lướt một số mục của cuốn sách nhờ phần tóm tắt này bạn vẫn sẽ nắm được những thông tin quan trọng được trình bày dưới dạng một danh sách đơn giản. Sau đây là những nội dung chính của chương này. Một, hầu hết mọi thứ chúng ta làm tại nơi làm việc đều có thể đo lường được, từ hoạt động hàng ngày, mức độ hạnh phúc và sức khỏe, đến hoạt động ở cấp độ lớn hơn của doanh nghiệp. Sự bùng nổ về dữ liệu đồng nghĩa với việc đội ngũ nhân sự có trong tay nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. 2. Quản trị nhân lực bằng dữ liệu là tận dụng sự bùng nổ về dữ liệu này để thu nhận những thông tin không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của nhân viên bao gồm đội ngũ quản trị nhân sự. 3. Với quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu, ưu tiên số 1 là gia tăng giá trị cho tổ chức theo cách thức thông minh nhất có thể. Sử dụng tất cả những công cụ mà đội ngũ quản trị nhân sự có như dữ liệu, thiết bị cảm ứng, phân tích dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo. 4 có nhiều cách để doanh nghiệp tận dụng tốt dữ liệu, nhưng về cơ bản có 3 khía cạnh chính. Thứ nhất, dùng dữ liệu để nâng cao khả năng ra quyết định. Thứ hai, dùng dữ liệu để cải thiện hiệu quả hoạt động. Thứ ba, dùng dữ liệu để hiểu rõ hơn về khách hàng. Bây giờ, hãy bắt đầu hành trình quản trị nhân lực bằng dữ liệu bằng cách tìm hiểu con đường đã dẫn chúng ta đi đến bước phát triển này, nơi mà hầu như mọi việc chúng ta làm cả trong lẫn ngoài môi trường làm việc đều có thể được ghi nhận trên môi trường kỹ thuật số và từ đó có thể khai thác thông tin trong chương tiếp theo tôi sẽ trình bày về cuộc cách mạng trong quản trị nhân lực bằng dữ liệu cũng như cách mà sự bùng nổ về dữ liệu lớn và các công nghệ phân tích bao gồm trí tuệ nhân tạo học máy và internet vạn vật đã biến ngành quản trị nhân sự trở nên thông minh hơn bao giờ hết Mời bạn xem các chú thích của chương 1 được đính kèm trên ứng dụng. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.